Hello, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã đến với video tiếp theo của mình. Các bạn ơi, hôm nay là một mùa lũ đã vừa qua. Đi ngang qua cái vùng quê của mình thì các bạn có thể thấy ở đây là rất là nhiều cái bãi trống nước các bạn à. Đó, hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi bắt cá các bạn nha. Đấy, bắt cá ở cái chỗ này mình nghĩ là có rất là nhiều luôn. Tại vì mình thấy những cái đám xanh xanh này bạn. Đây. Đây mọc nó là mạ lúa. Này các bạn thấy nó xanh xanh ngước luôn các bạn ơi. Và mình thấy ở bên này thì có những cái mạ rất là đẹp, mình sẽ quay cho bạn xem nha. Tại hồi sáng giờ mình đi kiếm á. Kiếm á. Kiếm cá mà. Úi dồi, mấy con này nha. Ủa, cái này là cái gì ta? Nè. Mình đi kiếm cá không có bạn ơi. Kiếm cá không có nên mình đi đi phá những cái này. Mình nghi là cá vậy, cá nổi lên ta. Hết rồi. Mắt này hết hồn, tưởng con gì. Trời trời trời. Đó vậy vậy đôi lúc cá nó ngợp bạn, nó nổi lên bắt. Nhiều quá nè. Ở đây có đĩa mà. Em coi có để ý coi có đĩa nào không. Vì ở đây có đĩa rất là nhiều. Nên hồi nãy mình tắt cái chỗ đó không có. Không? Ui, ý thích gì? Phá như thích các bạn ơi. Không thích không à? Đi trải nghiệm cuộc sống như này rất là tuyệt vời luôn. Thấy là bạn này đây là bạn này phá này. Ủa? Hứa chân rồi. Bên này mình ngồi xuống mình đứng đây chóng mặt các bạn ơi. Đấy, đi trải nghiệm cuộc sống với mình các bạn nha. Hôm nay là mình thấy những cái điều thú vị nhất thì mình sẽ quay cho bạn xem. Ở bên này có cái hoa rất là đẹp luôn này, hoa này ngắm ha. Nay dẫn các bạn đi trải nghiệm cuộc sống cũng như là đi tham quan cái chỗ này, nhìn những điều thú vị. Đẹp quá ha. Bạn đứng đây cây gì không? Đây cây cộng sản quá. Cộng sản. Cái cây đồng sản này nó ở quê mình người ta hay cầm 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 máu bằng đó. À, bên 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 chỗ đó bạn, chỗ đó nó rất là đẹp quá ha. Con cá ăn đó. Nhiều quá. Ừ.
nay ở nhà chán quá nên là sắp máy quay đi và cùng tất cả các bạn và quý vị anh chị đi trải nghiệm cuộc sống với mình nha. Nhiều ai tính cá các bạn, nhiều lắm. Thơm quá. Cái này có cây gì ta? Ui, sao ơi? Sao có mình hái không tới các bạn ơi? Ấy dạ, đâu quá. Dạ, nhiều lắm. Ui, sao quá, sao cây ngoài này sao quá. Ôi. Bên này mình thấy có cái cây gì lạ các bạn, mình sẽ quay cho bạn xem nhé. Ui trời. Hey. Thấy cây gì không? Còn mình thấy mình không dám tới đó, tại vì mình đang ở phòng. Cây này nhiều ong lắm các bạn ơi. Nhiều ong nên hồi nãy giờ mình tới mình đâu dám tới đâu các bạn. Cây này có cái trái gì rất là lạ. Nãy giờ mình ngắm nghía mình đi hái này cho bạn ơi. Đẹp không bạn? Đây là một cái hoa của nó thôi, không ăn được bạn, cây này không ăn được. Đấy. Đi trải nghiệm cuộc sống của mình nha. Đấy. Quê mình rất là nhiều điều thú vị và những cái trái cây lạ mình sẽ hái cho bạn xem luôn. Nhiều lắm. Đây là cái trái gì các bạn ha, mình ra ánh sáng rồi, không có tối quá. Ôi. Trái gì nó mình có ngứa không ta, thấy mình không ta, mùi nó rất là thơm mọi người, mùi nó rất là thơm, thấy thấy chưa bạn, thơm lắm. Xung quanh các bạn có nghe gì không bạn? Đó. Ếch nè, chim nè, dế nè. Mình nghĩ là ở trên thành phố các bạn không thê, không rất là thích à. Các bạn không có những cái giây phút này, cũng như là các bạn hiếm khi mà thấy như thế này, bạn cũng ao ước giống như vậy các bạn đúng không ạ? Đấy. Hôm nay mình quay những cái đi khám phá những cái điều thú vị ở quê mình. Đấy. Hồi nãy thì mình dẫn các bạn đi tắt cá này, đi tắt cá có cá không này, và đi coi hái trứng cá này, và đi hái cây này. Đấy. Này. Nó có nhiều chùm này. Yêu không yêu. Mình có yêu, mình yêu bạn ơi. Bên kia bạn nghe gì không?
nhái rất nhiều luôn. Bạn thấy bạn nhái nhái kêu không?